Thưa quý vị và các bạn, điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo vĩnh cửu, không lo cạn kiệt, đồng thời thân thiện với môi trường và giúp tiết kiệm chi phí tiền điện. Vì vậy đã được nhiều hộ gia đình quan tâm đầu tư, ghi nhận tại huyện Văn Giang. Gia đình anh Vũ Quang Hải, thôn Phú Trạch, xã Bế Sở, từ lâu đã tự sản xuất ra điện, vừa để phục vụ sinh hoạt, vừa để tưới cây trồng. Qua sử dụng 2 năm thì em thấy là cái hệ thống pin năng lượng mặt trời này nó rất là hữu ích cho gia đình nhà em. Tiền điện nhà em gần như là trở về con số 0. Em dùng em thấy thứ nhất là nó rất là an toàn cho thiết bị. Thứ hai là mình không gây ô nhiễm môi trường. Nếu khi điện lưới mất thì nhà mình vẫn sử dụng điện bình thường. Không chỉ giảm đáng kể chi phí tiền điện, gia đình anh Thuyết tại thị trấn Văn Giang còn được nhận tiền về khi hòa vào lưới điện quốc gia qua công tơ 2 chiều. Hàng tháng, anh còn thu về 400.000 đồng từ việc bán điện. Tôi thấy là mọi thứ trong thiết bị dùng cho gia đình ấy dùng được thoải mái hơn. Nhất là nước nóng mà dùng để trong sinh hoạt như rửa bát đũa mới lại tắm giặt cho trẻ con là được thoải mái hơn rất nhiều. Vốn là dân kỹ thuật nên vừa để thỏa mãn đam mê, anh Thuyết đã tìm hiểu và quyết định bỏ ra 80 triệu đồng đầu tư một lần để sử dụng lâu dài. Trước kia, gia đình chúng tôi dùng một tháng hết khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu tiền điện. Nhưng sau khi lắp hệ thống điện mặt trời, mức tiền điện mà chúng tôi chi trả cho điện lực chỉ mất khoảng 900 nghìn. Gia đình chúng tôi còn bán lại được cho điện lưới quốc gia khoảng hơn 100 số điện, nó tương đương với khoảng gần 400 nghìn. Sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời thì ngoài cái việc mang lại lợi ích kinh tế thì còn đóng góp vào việc bảo vệ cho môi trường. Chúng tôi cũng khuyến cáo đối với khách hàng sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái, khi mà mua thì cần phải tìm đến các cái nhà cung cấp dịch vụ có uy tín và được cấp phép bởi các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Theo thống kê chưa đầy đủ của Điện lực Văn Giang, đến nay trên địa bàn huyện đã có gần 100 hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời áp mái và có gần chục hộ đã hòa lưới điện quốc gia thông qua công tơ 2 chiều. Trong thời đại 4.0, chỉ cần thông qua những thiết bị thông minh như thế này là người dân có thể kiểm soát được hóa đơn tiền điện nhà mình. Việc sử dụng năng lượng tái tạo từ mặt trời được cho là giải pháp 4 trong 1, vừa tiện lợi, tiết kiệm điện, vừa giảm chi phí, lại góp phần bảo vệ môi trường.